Với thời gian sa tứ chúng kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập bài học. Bây giờ thì con xin được đọc phần chánh kinh. Bài học hôm nay kinh thập kinh Trường Bộ bài 34 kinh thập thượng 10 pháp cần phải biến tri. Dasadhamma Pukara Dasadhamma Pawe Tapa Dasadhamma Parinjaya Dasadhamma Hatapa Dasadhamma Hana Bhagija, Dasadhamma Visayasabhagija, Dasadhamma Dupatibuccha, Dasadhamma Upade Tapa, Dasadhamma Abhinyaya, Dasadhamma Satika Tapa. Có 10 pháp có nhiều tác dụng, có 10 pháp cần phải tu tập, có 10 pháp cần phải biến tri, có 10 pháp cần phải đoạn trừ, có 10 pháp chịu phần tai hại, có 10 pháp đưa đến thù thắng, có 10 pháp rất khó thể nhập, có 10 pháp cần được sanh khởi, có 10 pháp cần được thắng tri, có 10 pháp cần được tác chứng. Thế nào là 10 pháp cần phải biến tri? 10 xứ, nhãn xứ, sắc xứ, tỷ xứ, thanh xứ, nhĩ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ. Như vậy là 10 pháp cần phải được biến tri. Chú thích sau đây trích từ Kho tàng Pháp học Pháp sư Giác Giới biên soạn. 445, 10 pháp cần biến tri. Parinyaya Dhamma, đây là 10 xứ thô. Olarika Jatanam, 10 sắc pháp thô, đối chiếu nhau. 1. Nhãn xứ. Chakha Jatana là sắc thần kinh nhãn, đối chiếu cảnh sắc. 2. Sắc xứ. Rupa Jatana là sắc cảnh sắc, đối chiếu thần kinh nhãn. 3. Nhĩ xứ. Sota Jatana là sắc thần kinh nhĩ, đối chiếu cảnh thinh. 4. Thinh xứ. Sada Jatana là sắc cảnh thinh, đối chiếu thần kinh nhĩ. 5. Tỷ xứ. Khana Jatana là sắc thần kinh tỷ, đối chiếu cảnh khí. 6. Khí xứ. Gandha Jatana là sắc cảnh khí, đối chiếu thần kinh tỷ. 7. Thiệt xứ. Chiwaha Jatana là thần kinh thiệt, đối chiếu cảnh vị. 8. Vị xứ. Rasa Jatana, sắc cảnh vị, đối chiếu thần kinh thiệt. 9. Thân xứ. Kaya Jatana là thần kinh thân, đối chiếu cảnh xúc. 10. Xúc xứ. Phasabha Jatana là sắc cảnh xúc, tức ba đảng ngoài nước, đối chiếu thần kinh thân. Chúng con công tỉnh thượng tọa Tề Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học. Nam mô Bích Thầy nhé. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ chư Thiên Văn Đệ Tử Phật. Thưa quý vị, hôm nay thuyết giảng của chúng tôi, nhưng mà thường thì ngày chủ nhật chúng tôi hay có lớp dạy bên Cần Thơ buổi trưa, để 5 giờ chiều chúng tôi mới về tới đây là 6:30. Cho nên lúc nào ngày chủ nhật chúng tôi giảng cũng bị
mà cứ đổi với thường gọi giáp đẳng hoài thì chúng tôi cảm thấy cũng ngại quá, cho nên thôi chúng tôi cũng cố gắng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học 10 pháp cần biết tri, tức là 10 sứ thô ô la đi ca giê tân năng. Tức là 5 nội sứ thô và 5 ngoại sứ thô. Sở dĩ mà chúng ta dùng cái tiếng thô ô la đi ca là vì rằng nếu mà chúng ta nói đến 12 sứ thì trong đó có ý sứ và pháp sứ. Mà ý sứ và pháp sứ thì nó thuộc về danh pháp và sắc tế, danh pháp và sắc tế. Còn ở đây khi mà kể 10 thì mình bỏ ra danh pháp và sắc tế, ý sứ và pháp sứ. Chúng ta chỉ kể 5 sắc thần kinh đối chiếu với 5 sắc cảnh giới, gọi là Visya Arupa, 5 sắc thần kinh Pasada Arupa. Và ở đây như trong lời dự nhập mà thường gọi giác đẳng vừa nêu, chúng ta cũng biết là mặc dù rất thường chúng ta cũng hiểu rằng cái cuộc sống của con người, của dục giới chúng ta thì có 5 cái giác quan là thị giác, tức là mắt thấy cảnh sắc, thính giác là tai nghe tiếng, khứu giác là mũi ngửi mùi, vị giác là lưỡi nếm vị, xúc giác là thân đụng chạm, thấy nghe ngửi nếm đụng là 5 giác quan trong cuộc sống của chúng ta. Mặc dù nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng mà chính ở 5 giác quan đó trong cõi dục nó tạo thiên hình vạn trạng. Con người ta thích ăn ngon, thích mặc đẹp, ca hát, thoa sức hương liệu, hoặc là nằm trên giường ngồi sang trọng êm ái, ấm áp. Tất cả những thứ đó nó đã xoay chuyển làm cho tâm của con người nó có sự biến dạng. Bởi thế ở trong Trung Bộ Kinh hay bài Kinh Đại Cụ Quẩn Ngã Hát Cảnh Thái Đức Khách Sư Tát, Đức Phật Ngài có giảng
về các dụng sắc tinh khi bị xúc. Những vị ngon của các dụng là sự hấp dẫn của sắc tinh khi bị xúc, khiến cho sinh khởi thỏa thích đam mê. Cái đó là các dụng, vị ngộ của các dụng. Nhưng mà nói đến cái vị Đức Phật ngài nói đến cái cảnh thứ hai là vị đắng của các dụng, tức là chính do dục làm nhân làm duyên, tức là sắc thinh hương vị xúc. Chính do dục làm duyên mà con người phải điêu đứng, phải khổ sở vì muốn hưởng thụ nó, thì phải vất vả đổ một mồ hôi của mắt. Nếu mà kiếm được thì cũng mệt, phải gìn giữ cho con. Còn nếu mà đổ mồ hôi sọc của mắt vất vả như vậy mà không kiếm được thì rơi vào tình trạng thất vọng, đau khổ. Lại nữa, cũng chính do các dục sắc thinh hương vị xúc mà con người nên đi đến chỗ tranh đoạt lẫn nhau, vua quan tranh đoạt với thứ dân, thứ dân tranh đoạt vua quan, cha tranh đoạt với con tranh đoạt với cha, anh em đoạt với nhau, bạn bè thân hữu cũng tranh đoạt với nhau chỉ vì sắc thinh hương vị xúc thôi. Lại nữa, cũng chính vì sắc thinh hương vị xúc, các dục làm nhân làm duyên, cho nên khi cho người phải đi đến, phải hành động như là sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, vân vân. Và khi đã tạo cái hành động ác bất thiện đó, sau khi mệnh chung nó sanh vào địa ngục, khổ cảnh, đọa xứ, đó là cái sự nguy hiểm của các dục. Rồi cũng trong bài kinh đó, Đức Phật ngài nói đến khía cạnh thứ ba, tức là cái sự xuất liên của các dục. Tức là từ bỏ hỷ tham đối với sắc tinh hương vị xúc, thì như vậy gọi là sự xuất ly các dục. Như vậy thì ở trong bài kinh Đại Cổ Mẫn đó, Đức Phật ngài đã nói đến ba khía cạnh của các dục. Nếu chỉ có cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nếu chỉ có cảnh không mà không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không có thân, thì đó có lớn chuyện. Một vị Phật độc giác khi còn là vị vua, lúc mà người Đường Tỳ
họ mang một bên tay, mỗi bên tay là hai chiếc vòng kiềng kim loại, và khi hai mang hai chiếc vào thì khi làm việc thì hai chiếc nó chạm nhau cho nên nó khua rộng ràng. Vị vua ấy mới nhận thức được rằng là chính vì có căn tiếp xúc với cảnh trần cho nên phát sinh được phiền não. Nếu như chỉ có một, chỉ có mắt tai lưỡi thân mà không có cảm, để thấy, để nghe, để ngửi, để nếm, để đụng, hoặc là nếu có cảm nhưng mà không có căn, có cảm tức là sắc thân khí vị xúc mà không có căn nội xứ, thì như vậy nó không có phát ra lên cái lửa được đó. Nhờ suy quán như vậy nên tuệ quán phát sanh nơi vị vua đó, vị vua này chứng lục giác. Chính vì thế mà khi nói đến cái pháp cần phải biến tri, ta đi nhây ra thầm ban, thì 10 cái sứ thô được đề cập đến, tức là cần phải biết rõ. Chúng ta hãy nói qua về mắt tai mũi lưỡi thân, sắc hình khi phi vị xúc, về cái chi pháp ở trong chú giải, ở trong vi pháp có nói đến mắt ở đây tức là sắc thần kinh nhãn, tinh túy của tứ đại tạo thành. Nó có chức năng là đối chiếu với cảnh sắc. Và cảnh sắc ở đây tức là sắc xứ, cái gì mà mắt thấy được và đối chiếu được, đối chiếu với căn được, cho nên cảnh sắc đó được gọi là pháp hữu đối chiếu, hữu kiến hữu đối chiếu. Còn cảnh sắc là chúng ta nói bao gồm luôn cả cái gì mà mắt thấy được, vuông tròn dài ngắn, cao thấp, hay là màu trắng, xanh vàng, đỏ, cái gì mà nó làm cảnh đập vào trong mắt và mắt nhận thức được thì vậy đó gọi cảnh sắc. Nhĩ xứ là sắc thần kinh nhĩ, tức là tinh hoa của tứ đại tạo nên, hay người thường gọi là lỗ tai, nhưng mà nó rõ hơn là phía bên trong lỗ tai nó có cái màng nhĩ, là nó có thần kinh thính giác, và cái thần kinh thính giác này nó sẽ có cái chức năng để nghe và đối tượng cho lỗ tai nghe, tức là cảm thính hay gọi là thính sức. Tức là những âm thanh
dù âm thanh lớn, âm thanh nhỏ, cũng đều gọi là cảnh tỉnh. Rồi tỉ xước, tức là lỗ mũi, nằm ở phía trong cái mũi này, cái thần kinh khứu giác do tinh túy của tứ đại tạo nên, nó có cái chức năng là thu bất cảnh khí, tức là hơi mùi. Dù cho mùi thơm hay là mùi thối cũng là hơi mùi, cũng là đối tượng của mũi được cả. Cho nên chính vì đó mà ở đây chúng ta tránh không có dùng cái chữ hương để dịch cho chữ Gantha Ramana hay là Gantha Jatana. Vì cái chữ Gantha, nếu chúng ta đang bàn luận đến, đang nói đến cái vấn đề Kamakuna, tức là cái pháp cái cảnh làm cho gợi cái lòng dục, thì tôi gọi là hương, mùi thơm. Nhưng mà khi chúng ta nói chữ Gan Thác và nằm ở trong cái phạm trù là tỷ sức, là khí sức, là đối tượng của lỗ mũi, của thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thì ở đây chúng ta phải nói, phải dịch là chữ là mùi, bao gồm cả mùi thơm và mùi thối. Bởi vì cái khứu giác của mình nó biết luôn cả mùi thơm và mùi thối, chứ không phải là lúc nào cũng mùi thơm mới nhận thức được đâu. Ngay cả mùi thối cũng nhận thức được. Cho nên chúng ta gọi là cảnh khí, thay vì chúng ta gọi là hương. Thiệt sức hay là thần kinh thiệt, tức là cái lưỡi tinh túy của tứ đại nó nằm ở trên cái lưỡi, và cái sở thần kinh vị giác nó nằm ở trong lưỡi, nó tạo ra một cái thứ thần kinh để nhạy đối với cảnh vị. Vị ở đây tức là vị sức, là chỉ cho cái chất mặn ngọt bất cứ là cái vị chất nào mà cái lưỡi lớn nếm được, biết được thì cái đó đều gọi là cảnh vị, chứ phải chỉ riêng về cái vị ngon. Mà cái vị không ngon cũng có thể nếm, lưỡi cũng có thể nếm được. Rồi thân xứ, tức là sắc thần kinh thân, hay là thần kinh xúc giác. Ở đây sắc thần kinh thân thì nó nằm ở trong khắp châu thân này, ở chỗ nào có da thịt thì ở chỗ đó
đó có thần kinh thân, là gọi thân xứ tiếp xúc với xúc xứ. Xúc xứ ở đây tức là chỉ cho cái tướng cứng một mềm, đó là cái tố đất. Thấm rình và kết dính thì đó là đặc tính của nước. Thì ở đây chúng ta không kể được, bởi vì cái này chúng ta chỉ biết thôi. Còn cảnh xúc thì chỉ có đất, tức là cái sự cứng vật mềm. Lửa tức là cái sự nóng hay sự lạnh. Gió tức là sự chuyển động và giãn nở. Thì đất lửa gió đó được gọi là lãnh xúc, bởi vì cái thân này chạm được một cái vật gì sắc, vật gì mà nó cứng hoặc mềm thì đó cảnh xúc biết được. Hay là đụng chạm cái vật đó nóng hoặc lạnh biết được. Hoặc là Thượng tọa Phúc đang có mặt ở trước máy không? Xin hỏi Thượng tọa Phật Đăng hay Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? À, hôm nay chúng tôi đi dạy ở Cần Thơ từ hồi 12 giờ rưỡi cho đến chiều, và chúng tôi lại bị đường huyết nó tăng, cho nên bây giờ mệt quá. Xin Thượng tọa Quan Hỷ giúp cho giảng thêm cái phần này trong cái thời gian còn lại trước khi chư tăng thảo luận. Giờ này chúng tôi không có giảng nổi nữa rồi. Xin thỉnh Thượng tọa Quan Hỷ giúp giúp. Và sau đó thì Thượng tọa chắc chắn sẽ điều học với chư tôn đức. Xin cảm ơn Thượng tọa trước. Dạ thưa Thượng tọa, từ xưa đi nghỉ, không biết là không biết Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Pháp nghe được và Thượng tọa thì tiếp lời từ xưa trong vài giây lát thì xin tính Thượng tọa. À,
Alo. Dạ, không biết cái giảng tới 10 xứ thì không biết giảng tới xứ nào rồi. Quý vị tương tự là giảng tới xứ nào, quý vị quan nghĩ đưa lên giùm cái. Bây giờ thì thiệt sứ thì chúng ta biết rằng là thần kinh, là cái chúng ta gọi là cái lưỡi của chúng ta, hay là cái học theo ví dụ những cái lấm chấm li li ở trên đầu lưỡi đó, đó là thiệt sứ. Thiệt sứ nghĩa là muốn nói đến sắc thần kinh thiệt. Thường thường thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật thì Ngài biết những cái quả này do cái nhân quá khứ mà nó hình thành. Nhân quá khứ là chúng ta tạo những cái thiện sự công đức rồi hình thành, chúng ta tái sanh vào cái cõi ngũ uẩn. Cái cõi ngũ uẩn thì thường thường chúng ta biết rằng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc được nói đến các loại sắc thần kinh. Thường thường chúng ta học trong phi dục pháp là năm sắc thần kinh, là năm sắc cảnh giới. Thần kinh á, thần kinh thiệt là muốn nói đến cái thần kinh khi mà đối chiếu với cảnh vị, mình gọi là vì thường thường đó thì mình học tâm thiệt thức á, biết cảnh vị nhất định là hai tâm thiệt thức, bất định là 44 tâm trừ một song thức. Biết cảnh như vậy thì chúng biết rằng đối với cái lưỡi chúng ta được Đức Phật Ngài nói lên khi mà có tu tập và không có tu tập. Khi mà chúng ta có tu tập đó thì chúng ta luôn gọi là thu thúc lục căn, có nghĩa là miệng đối với cảnh vị, mình ăn uống như thế nào gọi là vừa chừng, ăn uống như thế nào để bảo dưỡng được sức khỏe, và chúng ta không có nhịn đói nhịn khát mà chúng ta cũng vẫn ăn uống. Mà Đức Phật là cái quả hiện tại đó, cái đó là cái khổ hiện tại mà chúng ta cần phải biết. Bốn là đoàn thực sự thực tư niệm thực thức thực á, là chúng ta cần phải biết như vậy. Thì khi nói đoàn thực á, thì chúng ta biết là vật thực là cảnh vị. Lưỡi của chúng ta là thiệt căn hay là thiệt sứ, vị sứ. Vị sứ là muốn nói đến các cái loại vị, dù là vị ngon như là ngọt, bùi, cay, đắng, chua, ngọt, béo, tất cả những cái này đó đều gọi là cảnh vị. Cảnh vị thì để lên lưỡi chúng ta đó, cộng với nước bọt, cộng với cái thiệt thức, cộng với cái cảnh vị đó, thì cái tâm thiệt thức sanh khởi. Như vậy thì chúng ta biết rằng thiệt xúc và thiệt cảnh vị đó, vị xứ đó, đó là bài học hôm nay mà chúng ta học đó. Thiệt xứ là thần kinh thiệt, vị xứ là những cái loại vật thực, những loại vật thực mà chúng ta có thể nhai nuốt nếm, trong kinh mô tả là như vậy. Thì cũng như là Lượng Tọa Đề Siêu hồi nãy tại kinh Đại Cổ Uẩn đó, khi mà chúng ta muốn có vật thực thì chúng ta phải đi làm, mà chúng ta có thể làm những nghề nghiệp sĩ nông công thương ngư tiều canh mực, mà để chúng ta tìm được tiền, hay là chúng ta tìm được vật thực trao đổi với nhau để tìm cái vật thực để mà sống. Như vậy thì thiệt xứ và vị xứ đó là một cái cặp mà chúng ta học đó, thì nó không có tách rời ra. Bởi thường thường gọi là tâm biết cảnh nhất định đó, cái tâm thiệt thức biết cảnh vị nhất định, nhất định là luôn luôn lúc nào là đó là đối tượng mà chúng ta thường thường gọi là thiệt quyền, nhãn quyền, nhị
ý quyền, tỷ thiệt quyền, thân quyền, nam quyền, nữ quyền. Thì thiệt quyền á, là muốn nói đến cái sức mạnh của cái tâm thiệt thức để bắt cái cảnh vị. Nên thường thường quý vị thấy rằng một cái người mà có phước như Đức Phật á, thì muốn nói đến cái có cả ngàn cái sợi dây thần kinh nối vào cái đầu lưỡi. Nên vật thực mà Đức Bồ Tát ngài ăn vào đó, những vật thực đó trở thành là cái cảnh ngại khi mà phân biệt cái vị giác. Như vậy thì chúng ta biết được thiệt xứ, vị xứ đó là một cặp. Một cặp này đó thì anh thường chúng ta biết rằng trong tâm đó, thì hai tâm nhãn thức biết cảnh sắc nhất định, hai tâm nhĩ thức biết cảnh thân nhất định, hai tâm tỷ thức biết cảnh khí nhất định, hai tâm thiệt thức biết cảnh vị nhất định. Nhất định ở đây á, thì chúng ta cũng được gọi là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thiệt quyền, rồi thân quyền. Thân quyền đó là thân xứ của chúng ta. Thân xứ ở đây á, muốn nói đến cái thần kinh thân, có nghĩa là nằm khắp thân của chúng ta. Để xúc chạm cảnh xúc. Thì trong kinh mô tả là trong đầu tóc của chúng ta đó, trong đầu ngón tay ngón chân đó, thì cái cảnh xúc nó không có hiển lộ, nó không hiển lộ. Vì thường thường chúng ta biết rằng nhà khoa học họ cũng nói rằng cái móng tay móng chân của chúng ta là những cái móng sừng mọc ra đó, thì có nghĩa là nó là cái loại cứng. Thì cũng như vậy, Đức Phật nghe nói rằng tóc lông á, khi mình đụng vào lông đó thì người ta chưa có cảm nhận được. Nhưng mà khi đụng vào người thì người ta sẽ cảm nhận được. Như vậy muốn nói đến thiệt xứ, là muốn nói đến cái thân xứ. Thân xứ là muốn nói đến cái thần kinh thân. Thần kinh thân nó đối chiếu với cảnh xúc. Cũng như nãy chúng tôi nói vậy đó. Hai tâm thân thức biết cảnh xúc nhất định, cảnh xúc nhất định mà chúng ta gọi là thân quyền. Thân quyền là sức mạnh của thân để biết cảnh xúc. Như vậy thì chúng ta biết cặp thần kinh, một cặp xứ đó là nội xứ và ngoại xứ. Nội xứ là thân xứ, ngoại xứ là xúc xứ. Xúc xứ ở đây á, thân xứ là muốn nói đến cái thân của chúng ta là cái vật gì mà nó va chạm vào thân chúng ta. Chúng ta lộng á, thì chúng ta phải chống chọi với mưa, với nắng, với mũi mồng, với những cái sự đánh đập hành hạ của người khác. Mà chúng ta thấy có nhiều người họ đi làm, họ sống á, cái thân họ phải chịu đựng cái sự khắc nghiệt của thời tiết, nó quá lạnh quá, họ làm những cái nghề nghiệp mà họ cái thân họ phải chịu sự đói khát nóng lạnh, hoặc là mũi mồng. Thường thường thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật á, thì ngài biết rằng cái đó là cái vị ngọt của dục, nhưng mà nó cũng có cái nguy hiểm của dục. Đó là chúng ta đi tìm những cái gì để phục vụ cho chúng ta ăn uống, phục vụ cho thân chúng ta mặc ấm êm, hoặc là nằm êm ấm, hoặc là chúng ta có những cái máy điều hòa, hay là chúng ta có những quạt máy trong mùa hè, trong mùa đông thì chúng ta có máy sưởi. Những cái điều đó đó thì được Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng đó là thân xứ và xứ. Thân xứ là cái chúng ta để cảm nhận cái sự êm ái, sự dễ chịu của thời tiết lạnh thì mình có cái máy sưởi ấm, còn thời tiết nóng thì mình có cái máy lạnh, có máy quạt. Như vậy thì Đức Phật ngài biết được. Và thường thường các cái đôi này đó được phân ra làm thiện bất thiện. Thường thường chúng ta gọi là 18 tâm bôn nhân đó, thì được chia ra những cái tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện, rồi nhãn thức thọ xả quả thiện, nó gọi là 18 tâm bôn nhân, nhãn thức thọ xả quả bất thiện, quả thức thọ xả quả thiện. Như vậy thì những cái gì quả thiện đó là do cái từ đời trước của chúng ta. Ví dụ một cái người mà được Đức Phật ngày thuyết giảng, ví dụ chúng ta thấy như công chúa Kunti đi đến bạch hỏi Đức Phật, khi một người mà bố thí và một người không bố thí,
Thì Đức Phật ngày cho biết rằng 10 bố thí đó, khi mà họ sanh đình nào đó thì họ sanh trong những gia đình có nhiều của cải tài sản, có vàng bạc ngọc ngà, có nhà lầu xe hơi, có nhà cao cửa rộng, rồi mắt họ nhìn thấy cảnh đẹp, mắt họ nhìn thấy nhà cửa đẹp, rồi tai những cái âm thanh mà dễ chịu, mũi họ nghe mùi thơm mà của những cái hương tràm hoặc là những cái loại dược liệu họ ngửi như vậy, thân họ xúc chạm, miệng họ ăn những cái vị ngon, vật thực ngon, thân họ xúc chạm êm ấm, mình gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thọ lạc hoặc là thọ xả quả thiền. Còn một cái người mà họ sanh làm người đó, họ có những cái bất hạnh đó, thì họ sanh ra làm người đó, họ thấy những cái của họ là hư lũng, rồi nhà của họ đó trống trước trống sau, thì mình gọi là mình nhìn vào nhà cửa đó, mình nhìn vào áo quần, mình vào bàn tủ ghế đồ đó, thì trong kinh mô tả, trong kinh Trung Bộ mô tả là một người mà sinh ra đó, họ sinh trong gia đình nghèo khổ, cái chung cũng bể miệng, cũng không có được lành lặn, rồi nhà của họ đó là lũng trước lũng sau, trống trước trống sau, như vậy đó thì áo quần đó thì họ rách rưới, nhà cửa giường chiếu bàn ghế thì lật lì với nhau, như vậy thì gọi là họ nhìn như vậy đó thì họ cảm nhận được cái sự thiếu thốn, cái sự khó khăn, nên được gọi là nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Có nghĩa là do cái đời trước họ không có tạo những cái thiện nghiệp công đức. Phật ngày phân về 10 xứ này đó, 10 xứ này, nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, này đó, là muốn nói đến cho chúng ta hiểu rằng đó là những cái gì mà những cái giác quan của chúng ta và những cái gì mà chúng ta cảm nhận được ở trong đời này. Nên thường thường thì chúng ta thấy Đức Phật thì nói những cái bài kệ nay vui đời sau vui đó, làm thiện hay đời vui, vui thấy mình làm thiện sanh cõi lành vui hơn, hay là bậc thiện trí thường làm việc thiện đó, chỗ này vui chỗ khác ăn vui rải rác nơi nơi, nhớ mình tạo phước mừng vui tinh lòng. Thì những điều đó được Đức Phật này nói rằng Ngài biết á, vì chúng ta tục sinh á, thì cái nghiệp đó là một cái phần để chúng ta tái sanh, nghiệp thức noãn bào tinh trùng và thời kỳ người phụ nữ thì chúng ta có mặt với một cái chúng sanh phước báo hay là chúng sanh là không có phước. Thì thường thường chúng ta thấy những cái câu chuyện mà được Đức Phật này nói lên đó, là những người họ tục sinh không có phước đó, thì chân họ cong quẹo, mặt mày của họ thì méo mó, nó không có đoan chánh, mình gọi chung là nhìn vào gương mặt đó là không có đoan chánh, mặt mày miệng mũi tay chân cong vẹo. Thì quý vị thấy cũng như là cái câu chuyện của Ít Lý Xá mà trong quá khứ câu chuyện bổn sanh cũng có nói về một cái đứa bé sanh ra làm bé trai mà nó xấu xí, hay là chúng ta nghe câu chuyện của ngày Lô Sát Cát Ít Xá đó, do mẹ mang thai mà thiếu thốn đó, sanh ra đứa con nó có một cái thân hình tương đối là mình gọi là thân hình nó không có mỹ quan, nó không có được đẹp. Như vậy thì Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng thân xứ đó là thần kinh thân để nhận cảnh xúc, xúc xứ đó là những cái gì mà nó va chạm vào thân chúng ta. Nên thường thường quý vị thấy rằng trong kinh cũng mô tả là một người mà khi mà họ sanh người đó, họ mặc đồ thô cứng hoặc là họ phải nằm giường chiếu đó, nó khó mà chịu đựng. Ví dụ chúng ta thấy như là Ngô Hù Sai mà nằm gai nếm mật để cảm nhận được cái sự mất nước, cái sự mà đau khổ. Họ sanh nằm người đó, họ nằm á, thì nằm ở trên những cái mặt thì bật những cái bao bố, hoặc là nằm trên những cái chỗ nằm mà thô cứng, hoặc là những cái chỗ mà ký sinh đó, nó nhiều, và họ nằm như vậy họ phải bị những con ký sinh đó cắn cục máu của họ,
làm cho họ đau khổ. Thì thân của họ nó khi xúc chạm như vậy đó, thì họ thấy rằng thật sự đó người ta cũng nằm, nhưng mà nằm trên nệm ấm chăn êm, người ta mặc lụa là gấm vóc, còn mình thì mặc những cái đồ vải mà thô xấu, những cái đồ vải mà nó nhiều cái sự xúc chạm khó chịu. Chính vì điều đó đó thì cho chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, thì Ngài biết về mười xứ này đó, Ngài biết về những cái điều này đó, đó là những cái sắc pháp mà chúng ta sanh làm người đó, khi mà hình thành danh và sắc đó, thì để cho chúng ta biết rằng một người có phước và một người không có phước. Nên đó, khi mà cái bài tướng được Đức Phật Ngài nói lên, những cái tướng mắt, tướng mũi, tướng miệng, thân, tướng lưỡi rộng dài, cái tướng tai, tướng chân của Ngài đó, thì Ngài cho chúng ta biết rằng đó là những cái thiện nghiệp công đức. Và những thiện nghiệp công đức đó đã cho Ngài tái sanh có tướng đại nhân, có tướng đại nhân. Và chính cái tướng đại nhân này đó, những người họ nhìn vào đó thì họ chỉ nói hai điều: nếu ở đời thì làm vua chuyển lên thánh vương, nhưng mà nếu tu thì nhất định thành Phật. Như vậy thì chính cái tướng đại nhân nó cũng là 10 cái xứ này, nói đến nội xứ. Còn cái ngoại xứ thì chúng ta thấy như chúng tôi nói vậy đó, ngoại xứ là những cái gì mà chúng ta thấy, nhưng mà họ thấy những vật đẹp, họ nhìn vào thân của họ cũng đẹp. Khi một người mà họ có cái nghe đó, nghe những cái âm thanh, nhưng mà họ không nghe những cái điều khó chịu, như là hỏi cái gì cũng có, không có là tiền thân của Ngài Anu Thá, hỏi vợ cái gì cũng có vì quá khứ không có bố thí. Nên khi sanh làm người đó thì trong nhà không có của cải, đi cắt cỏ người ta và hỏi cái liềm cũng không có, bình nước không, cái gánh cũng không có, cái giống cũng không có, bộ đó thì phải đi mượn của người khác. Thì cũng là nghe nhưng mà chỉ tâm biết chúng ta là nên chính vì như là tôn giả Xuất Khá, tôn giả Ba Đức Tá, sanh trong một cái gia đình danh gia vọng tộc, đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất, bà mẹ mang thai không bao giờ không được toại ý, toại lòng, ước mơ gì cũng được thành công, nguyện vọng gì cũng được thành tựu, đời sống không có cái sự đau khổ đến với mình từ lúc mang thai. Nên sau này sanh ra tôn giả, một đứa bé được chào đời đó, được tên là, đặt tên là Xuất Khá, Xuất Khá hạnh phúc đồng tử. Và vị này có 7 tuổi đời đã đắc quả, đắc đạo quả A-la-hán quý vị. Thì chúng ta thấy rằng trong thời kỳ của Đức Phật đó, có những vị Sa Di, Xuất Khá, Ba Nức Tá, Săn Đích Chá, Ná là những vị đệ tử của các vị thánh trưởng lão, chỉ có 7 tuổi đời mà đắc đạo quả A-la-hán. Và Đức Phật Ngài phong cho là trưởng lão vì cái chứng tính chất của đạo quả A-la-hán ở nơi một cái vị 7 tuổi thôi, nhưng mà được Đức Phật phong là trưởng lão. Chính vì những điều đó cũng được nói lên, dù chúng ta nói đến góc độ nào đó thì Đức Phật Ngài cũng vẫn biết danh và sắc đó được hình thành, với cái sắc này được hình thành, với mắt nhìn thấy cảnh được đẹp, mà tai nghe những cái âm thanh hay, ngửi mũi những mùi thơm, thân miệng ăn những vị ngon, thân xúc chạm vật êm ấm, ý những vị vừa lòng đẹp dạ. Như vậy thì chúng ta thấy gọi là tâm tiếp thu, gọi là tiếp thu Phật
xả quả thiền, rồi quan sát thọ xả quả thiền, quan sát thọ hỷ quả thiền. Nhưng mà về cái tâm bất thiện á, thì chỉ có quan sát thọ xả quả bất thiện thôi, chứ không có quan sát thọ hỷ. Bởi vì tâm vô nhân á, 18 tâm vô nhân á, được chia thành tâm quả thiện vô nhân, tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân và tâm duy tạc vô nhân. Như vậy thì tâm quả thiện vô nhân nó có 8 tâm quả, còn tâm quả bất thiện vô nhân chỉ có 7 tâm quả. Có tâm quả khi mà thấy đến những cái nghiệp quả của mình do đời trước mình làm những cái việc nghiệp không tốt đó, bây giờ mình sanh ra thấy nghe ngửi nếm đụng tiếp thu và quan sát, chỉ thấy những cái sự thiếu thốn, những cái sự khắc khổ, nên Đức Phật ngài mới nói rằng na than đời sau than đó, người ác hai đời than, than thấy là mình làm ác sanh vào khổ cảnh than hơn. Những cái điều đó được Đức Phật ngài nói lên với ý nghĩa là trong đời sống của một chúng sanh đó, nó có cái hiện tượng của danh và sắc, là nhãn xứ và sắc xứ, nhĩ xứ và thinh xứ, những cái gì ở bên ngoài, những cái gì bên trong. Nhưng mà một cái nội tâm tốt đẹp đó thì bên ngoài gì họ sanh người đó có cái thân tướng xinh đẹp, mà có mắt là sáng, có tai thính, có mũi đó thì ngửi, hoặc là có miệng ăn những vị ngon, có thân xúc chạm êm ấm, thì đó được gọi là thiện. Còn khi mà một cái gì mà trái ý nghịch lòng, không vừa lòng, khó chịu, phải cố gắng mà ăn mà nuốt, cũng mà nghe, cũng phải cố gắng thôi. Bởi thường thường chúng ta nghe câu chuyện của Mã Lao Bà, cái bà lão mà già mà không có con, rồi sáng ra chưa có kịp đi đổi nước, bệnh nằm đó bị người quản gia quýnh. Bà lão này gặp ngài Ca Sa Bá thì ngài mới nói rằng bà than là bà khổ, bà cô quạnh và bà đói nghèo. Khổ như vậy thì ngài mới dạy là bán cái khổ bằng cái cách bố thí nước. Và ngài dạy cái phương pháp xuống đi sông hút nước để bố thí vào bát của ngài, để bán cái nghèo, bán cái khổ. Như vậy những cái hình thức đó đó cũng đạt được thánh, dù là những cái lời nói, những cái hành động, những cái cử chỉ, những cái cách giảng dạy sâu hay là cạn đó, đều có đầy đủ cái ý nghĩa của danh và sắc, của quả hiện tại đối với nhạc xứ, đối với nhị xứ, đối với thanh xứ, đối với tỷ xứ, đối với khí xứ, đối với vị xứ, đối với xúc xứ, đối với vị xứ, đối với xúc xứ, đối với pháp, đối với thân xứ, đối với xúc xứ, được giảng dạy trình bày rất là rõ ràng như vậy. Nên khi một người đến với đạo Phật, nó không phải chỉ là tin, mà họ tin họ có trí tuệ để họ thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật thật sự là một cái lời dạy hoàn hảo, một cái lời dạy do cái sự chứng ngộ của Đức Thế Tôn. Ngài thấy cái sự hình thành, cái sự kết tạo, cái sự có mặt của một anh tất cả chúng sanh cuộc đời này với cái Phật nhãn của Ngài là như vậy. Kính bạch thượng tọa Nhất Đẳng, bây giờ thì con nghĩ rằng đối với 10 xứ này đó, thì con xin trình bày tiếp theo lời của thượng tọa Tề Siêu đó. Con xin chấm dứt cái buổi trình bày. Với bấy nhiêu lời trình bày, bây giờ thì con thỉnh thượng tọa trở lại và xin chia phước đến tất cả những người thân thương, những người hữu ân. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho thượng tọa điều họp phần pháp luật. Sau thủ kinh trình thưa tôi pháp đăng, thưa tôi tự quyền, thưa tôi có mặt ở trước máy, thưa tôi có nghe được không? Nếu thưa tôi tự quyền nghe được, xin thỉnh thưa tôi trả lời cho cô thảo luận số 1. Thưa tôi tự quyền, hôm nay chúng ta nói về 10 thô xứ, tức là chúng ta nói về 5 cái giác, 5 cái căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, và 5 cảnh là vũ trần là sắc, thinh, khí, vị, xúc. 10 cái thô xứ này hay là 5 giác quan này đối với chúng ta thì nó chi phối rất là lớn. Nhưng mà tại sao trong A Di Đàm thì nói rằng khi mà tâm tiếp xúc với 5 cảnh này thì nó chỉ ở trong một cái ngũ xung tích, nó chỉ tồn tại trong thời gian rất là ngắn, và sau đó thì 5 cảnh nó trở thành cảnh pháp, và do ý thức. Xin thưa tôi có nghĩ dẫn rõ thêm về điểm này, kính thưa thưa tôi.
Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Khai, giới giới thưa thì chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị, chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp Bát Tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đăng, Thượng Tọa Pháp Đăng, để Đức Phật Tính, để Đức Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện, kính chào đến những con nữ cùng chư Phật tử. Đây là một vấn đề mà hết sức là đặc biệt. Tại sao A Tỳ Đàm nói về năm giác quan hay ngũ sung thức chỉ là hiện khởi trong thời gian ngắn ngủi để rồi sau đó trở thành cái cảnh pháp được ý thức xử lý? Kính thưa quý vị, mắt thấy, tai nghe, lưỡi, mũi ngửi, lưỡi nếm, xúc chạm, tất cả điều đó chúng ta tự nghĩ rằng con mắt này, cái nhãn căn này đối với cái cảnh này, nó đẹp, nó thơ, nó xấu, nó xa, nó gần, nó hay, nó gì. Và tai nghe cái tiếng đó chính là có cái âm thanh và có cái màn nhĩ này để nghe, vân vân. Cái đó nó vừa tiếp xúc, nó gặp gỡ ở đó chính là cái sự giao thoa năm giác quan này và năm cái cảnh kia để nó gặp nhau. Khi nó tiếp gặp nhau, thí dụ mắt bắt lấy cảnh sắc, thì cảnh sắc ngũ sung thức nó nằm chỗ, tức là nó đưa chúng ta tới đó. Nó có đủ giác nè, nó có cảnh sắc nè, có cảnh có nhãn căn nè, và lúc đó nhãn thức hiện khởi lên để chỉ là chính là để xúc nó, để gặp nó, và hiện tượng đó, kính thưa quý vị, sau đó nó dừng lại đó, nó xúc, nó nhận được rồi, và thế là nó dừng lại tại chỗ đó, và nó tới cái gì, nó tới cảm thọ bắt đầu xuất hiện. Thì thời gian của cảm thọ này thì chính là cái cảnh pháp. Tai nghe tiếng cũng vậy, nghe cái đùng âm một cái, nghe cái tiếng đó nó lớn nó nhỏ, nó vừa lòng hay không vừa lòng, nghe một điều nhạc coi như là bolero, hay hoặc là nghe cái nhạc nhẹ, nghe cái nhạc hòa tấu vân vân, thì cho nó im dịu. Nhưng ta nghe nhạc rap thì chúng ta nghe cái nhạc mà nó sốc canh, nó giật, thì ở đó nó không còn là cái nghe của bình thường nữa, mà cái vừa nghe xuất hiện cái cảm nhận đó, là lúc đó cái xúc đó hay là cái ngũ sung thức đó nó vừa nó giao thoa để tiếp nhận đó, xong là nó hết trách nhiệm rồi. Cảm thọ sanh khởi đó, rồi vừa lòng hay không vừa lòng, hãy sanh mất vân vân, và chấp thủ đó, và đau khổ đó, vui buồn đó. Cho nên ở đây cái cảnh pháp này nó diễn tiến rất là lẹ, và nó thụ trì do tâm tư của chúng ta suy nghĩ đi về đâu thì nó thành cái cảnh pháp, nó đưa về đó. Tức là tâm này nó biến chuyển, tâm này nó vui, tâm này nó thích, tâm này nó vừa lòng, và cái nghe cái thấy đó nó có sự phân tích vân vân. Tất cả những cái thấy, nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng vân vân, tất cả là hình thái. Khi nó vừa, cũng giống như cái ánh sáng, chúng ta vừa nhìn thấy cái sáng thì cái ánh sáng đó nó giao qua cái gì, khi có mắt nè, khi có cảnh sắc đó, cái cảnh sắc mà sắc ánh sáng đó nó xuất hiện để chúng ta nhìn, chúng ta vừa thấy thì lúc nó ngủ sung thức nó tới đó hết trách nhiệm rồi. Dạ, để sau đó là khi chúng ta thấy rồi, chúng ta cảm xúc thấy đó, nghe đó, ngửi đó, nếm đó, đụng đó, thì cái vừa lòng hay cái không vừa lòng, cái cảm thọ này hay hoặc là cái trạng thái này, và cái vui, cái buồn, vân vân, là một điều mà chính vì do tâm, cái cảnh pháp đây chính là tâm nó xử lý, chính đây là tâm và sở tâm nó xử lý, nó xử lý toàn phần, và nó nhập đó luôn. Rồi cuối cùng thì chúng ta mới thấy là khi đó mà nó cũng thật là nhanh chóng xử lý ngay khi đó, và động lực cũng xuất hiện tại chỗ đó. Nó đưa đến, và khi nó đưa đến một dòng tâm như vậy và chấm dứt ở một cái giai đoạn này, và nó hiện khởi cũng như trong tâm đó nó tiếp tục khởi hiện một cái giác quan mới. Nhưng điều có thể nói rằng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, những gì mà xung quanh ta, nó là một hình thái mà có thể nói rằng là chúng ta không phải lý giải bằng một cái lời nói bình thường, mà cũng như tâm tự nhiên mình suy nghĩ tới cái chuyện của
chúng tôi đang nói về cảnh pháp của cảnh pháp luôn đó. Chúng ta nhớ về một chuyện quá khứ, người ta làm mình vui, người ta làm mình buồn, hay là chúng ta vụng về quá khứ, những cái chuyện tâm tư, tình cảm, những cái chuyện yêu thương, những cái chuyện khổ sầu của chính chúng ta, nó thật sự là nó đã, thật sự là nó buồn, nó vui. Nhưng rồi, kính thưa quý vị, khi nó vừa hội tụ với chúng ta nhớ về thì bắt đầu sau đó là hình thái ra sao như thế nào, đó là do cái cảnh pháp nó tiếp tục nó làm việc. Hay một cách khác hơn, chúng ta thấy cái cảnh pháp này nó sẽ xử lý nó rất là đặc biệt. Khi một bài buồn, một cái giai điệu âm điệu buồn, thì tâm của chúng ta nó liên tưởng tới buồn. Mà liên tưởng tới buồn thì những cái chuyện gì quá khứ, cái chuyện buồn nó khởi sinh lên. Mà khi nó khởi sinh lên trong tâm, đó chính là nó vừa thấy nghe, nó suy tư gì đó trong một giai đoạn, nó vừa suy tư tới cái chuyện đó, vừa suy tư xong là, kính thưa quý vị, là cảnh pháp nó xuất hiện một cách liên tục, ngay cả thấy nghe ngửi nếm đụng, hoặc là tâm này đối cảnh này, tâm này đối cảnh này, thì chúng ta thấy nó hiện khởi, lúc đó có sự xuất hiện. Nhưng sao? Nhưng liền kề đó là nhiều chuyện nữa, nhớ hết, biết hết, nghe hết, văng vẳng đâu đây. Người ta chửi mình, người ta làm nhục mình, hay là người ta khen mình, người ta có một cái dấu ấn với mình, một cái gì gì đó vân vân, thì tự động chúng ta lại nhớ hết. Thì đó cảnh pháp bắt cảnh quá khứ, nhưng nó diễn cho cái tâm vẫn sống động ngay cái động lực ngay hiện tại. Nó rất là động mà nó rất là lớn. Cho nên vì vậy, bởi vì chúng ta thấy khi Đức Phật Ngài dạy cái điều, khi thấy, vừa thấy ngũ xung thức, sau khi nó làm việc ở đó xong thì hãy dừng lại chỗ đó, không để tâm cảm xúc vừa lòng không vừa lòng và cảm thọ tốt xấu gì gì đó vân vân, không giải quyết nữa. Dĩ nhiên có mắt phải thấy cảnh đó cảnh đẹp, cái đó cảnh xấu, cảnh đó cảnh không vừa lòng và vừa lòng. Nhưng khi chúng ta biết đây là cảnh tới, nghe khi thấy, khi nghe vì ấy có chánh niệm, có tỉnh giác, ngay khi đó để ngăn chặn các cái gì, cái cảnh pháp mà đưa vào cho cái tâm mà đau khổ, cho cái tâm tuyệt vọng, cho cái tâm khổ sầu. Đây là cái chỗ tu chỗ này nè. Thì chúng ta hướng cái cảnh pháp đó, ngăn chặn ngay lúc đề cảnh pháp đó nó khởi sinh lên là tích cực. Còn nếu như phàm phu không biết thì chúng ta thấy chúng ta ngửi được cái mùi thịt quá, bắt đầu chúng ta ăn, chúng ta ngửi, bắt đầu chúng ta nếm, bắt đầu nếm cảm thấy vừa lòng, cảm thấy mặn ngọt chua cay gì đó mà chúng ta cảm thấy thích nghi, thì nó vừa xúc chạm xong mà chúng ta cảm thấy nó đã, ăn một miếng cay nó đã, uống một miếng chua nó ngon, uống một miếng ngọt nó vừa lòng, và bắt đầu mới khởi sinh lên cái món này nó làm bằng cái gì, cái món này nó phối hợp với cái gì, nó thơm và nấu ra sao, nó như thế này thế nọ, thì cả một quy trình của cảnh pháp bắt đầu nó xuất hiện. Chứ sự thật ra lúc đầu tiên chỉ là nếm, lưỡi nếm này có cái vị đó, cái cảnh vị đó nó xuất hiện, rồi mà thấy là tiếp xúc đó, thì đó chính là ngũ xung thức làm trong cái giai đoạn ngay khi đó, nhưng nó chuyển tải tới cái đó và chúng ta phải biết dừng lại và nó hết trách nhiệm của nó. Nếu như thời gian rất là ngắn, chứ phải nói như chúng ta vậy thì nó hơi, chúng tôi nói như vậy là nó đã qua cảnh pháp rất là xa, chứ nó tích tắc à, nó cảm nhận tích tắc rồi xong là đó là cái giọng nó kết thúc. Dạ, rồi bắt đầu nó nhường lại cho những cái tâm của chúng ta nó suy tư, tâm của chúng ta nó diễn tiến, tâm của chúng ta nó bay, nó nhảy. Dạ, thì kinh bệnh thượng tọa, đây là cái lý giải của chính con của cái câu thảo luận này. Nếu có điều gì cần có tốt thì kính cung thỉnh thượng tọa, con kính cung thỉnh thượng tọa quay trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Dạ.
Xin hỏi thì tôi tự quyền đã giảng xong chưa? Quý có vị nào cho chúng tôi biết không? Có vị nào cho chúng tôi biết là quyền đã giảng xong chưa? Dạ, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận số 2. Không biết Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Đại Đức Pháp Tính, hôm nay chúng ta nói về 10 cái thô sứ, ở trong đó có 5 ngũ quan, tài, mũi, lưỡi, sắc, tinh, khí, vị, xúc. Tại sao chúng ta nghe Đức Phật dạy giảng rồi thấy cao thượng, nghe cao thượng mà không có ngửi cao thượng, hay là cao thượng xúc chạm cao thượng, cái tình Đại Đức Pháp Tính? Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tệ Quyền, Thượng Tọa Bất Đăng, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ. Qua câu hỏi Thượng Tọa vừa nêu lên, thì đối với thường thường thì năm cái giác quan thì nó sẽ đối chiếu với năm trần cảnh. Nhưng mà khi mà nói đến thấy cao thượng hoặc là nghe cao thượng, được cao thượng vân vân, thì trong đó là không có ngửi cao thượng hoặc là nếm cao thượng hoặc là xúc chạm cao thượng. Là tại sao? Tại vì thấy rằng khi mà nói về các giác quan thì nó sẽ đối chiếu với những cái trần cảnh. Còn ở bên cái khía cạnh á, mình nói về cái sự tưởng thì quý vị thấy rằng chỉ có một cái con người thành tựu giới định tuệ hay là thành tựu về một cái hạnh gì đó, thì như vậy á, thì chúng ta mới nói rằng là thấy cái người đó là thấy cái cao thượng, hoặc là do nghe được những cái điều mà dẫn chúng ta đến cái sự giác ngộ hoặc là đến cái sự hướng thiện, thành ra lúc đó mới nói là mình nghe cao thượng. Chứ thường thường mình thấy rằng thí dụ như là mình ngửi thì dù đó, dù cái mùi đó nó như thế nào đó, nó cũng muốn làm cho mình tiến hóa. Nó chỉ là mình, một là mình thích, hai là mình không thích thôi. Thành ra trong cái sự ngửi đó, nó không có cái gì mà được là gọi là cái ngửi cao thượng. Vậy thì chúng ta phải biết rằng là đối với cái sự cao này á, là nó làm cho mình, khi mà mình nghe được một cái điều gì đó mà nó làm cho mình hướng thượng, thì cái điều đó thì được gọi là nghe những cái điều cao thượng đó. Thì vậy thì đối với ở trong khi mà mình nhắc đến những cái giác quan thì nó có cái sự đối chiếu với nhau. Còn nói về cái sự cao thượng là mình nói về cái thành tựu, là cái thành tựu của cái vị đó. Thí dụ như vị đó là một cái vị mà có giới hoặc là có về trí tuệ vân vân, hoặc là một có cái đạo đức. Thành ra những cái khía cạnh đó chúng ta nói về những cái sự thành tựu, còn ở đây là mình nói về cái sự đối chiếu với nhau. Những cái giác quan này nó phải đối chiếu với những cái cảnh đó. Còn ở bên cái phần này là nói về cái sự cao thượng, nói về cái sự thành tựu. Thành ra đó, nó khác nhau, và nó có những cái phần nó không có cần phải liên quan với nhau. Thì ở trong cái câu thảo luận này thì theo như ý con nghĩ rằng là do một bên một bài học thì nói về khi mà nhắc đến những cái giác quan đối chiếu với nhau thì mình phải kể ra từng. Còn khi mà nói về cái sự độc tính cho mình có cái xuống thượng, thành ra Đức Phật đã nêu ra cái điều đó.
à, những cái ví dụ như là cái sự thấy cao thượng, à, những cái nào mà nó dẫn đến cái sự thành tựu cao thượng, thành ra Đức Phật nêu lên cái vấn đề đó. À, đây là cái ý con xin được chia sẻ qua cái câu thảo luận này. Bình tĩnh thượng tọa trở lại. Sao thủ cái trình để được tỉnh là Đức Quy Thông, đại Đức Quy Thông có mặt ở trước máy và có nghe được không? Để được xin tỉnh đại Đức Quy Thông trả lời cho câu thảo luận số 3. Đại Đức Quy Thông, việc chúng ta nói sắc thinh khí vị xúc là cái bụi trần hay là ngũ trần, là năm pháp làm việc vấn đục nội tâm của chúng ta, thì như vậy phải chăng cách tốt nhất là không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc chạm được không? Cái tình để được